hướng dẫn kết nối đúng cách cho tai nghe M90 Pro logo hình mẹt nhé. Thì ban đầu các bạn mở ra và lấy hai ta ra để cạnh nhau. Đấy thì hai tay đã có một tay tắt nhá, là có nghĩa là đã đủ điều kiện kết nối nhá. Thì bây giờ là các bạn lấy điện thoại ra và các bạn vào phần Bluetooth. Các bạn bấm kết nối. Các bạn bật Bluetooth lên. Đấy, các bạn tìm này. Tìm nhá. Đấy, tìm cho mình là đây, tai nghe M90 Pro đây. Các bạn bấm vào cái thiết bị gần nhất đấy. Mình ở đây có rất nhiều, đó là mình bấm vào. Đây, thì sau khi kết nối thì hai cái tai này nó sẽ không nhấp nháy nữa nhá. Thì là có nghĩa là đã kết nối hoàn tất các bạn nhá.